Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Xe Đẹp Hải Dương. Buổi chiều ngày hôm nay thì bên em về một chiếc xe cũng thuộc hàng quốc dân, nhưng nó là i10 anh chị ạ. Một chiếc Hyundai i10 số sàn, nhập khẩu nguyên chiếc và sản xuất vào năm 2016 anh chị nhé. Chiếc xe này là số sàn bản đủ anh chị ạ. Và xe chạy hơn 10 vạn, chuẩn xe gia đình luôn anh chị nhé, không taxi dịch vụ gì. Bây giờ em sẽ quay chi tiết để anh chị quan sát em nó và anh chị đánh giá xem là có phải xe gia đình hay là xe đã chạy taxi dịch vụ anh chị nhé. Đây là cụm đèn trước của xe và còn zin, anh chị có thể thấy đó là vỏ đèn còn rất là trong, đèn zin anh chị nhé, kể cả là đèn gầm. Đấy. Về ngoại thất màu trắng thì sơn xi về bên em đã sơn tỉa và đánh bóng làm đẹp những cái chỗ xước cho anh chị rồi. Thế nên là anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Anh chị mua chiếc xe này thì có một lợi thế này, đó là một dàn lốp mít. Lốp mít này thì còn tương đối là đẹp anh chị ạ, còn khoảng 70% anh chị nhé. Cả một dàn lốp mít luôn anh chị ạ. Lốp mít thì chạy rất là êm. Anh chị có thể thấy này, đó là vành, nguyên tem vành anh chị nhé, tức là vành chưa một lần phay lại hay sơn lại. Đấy. Trang bị phanh đĩa đằng trước rồi. Cái tuyệt vời đó là một dàn lốp mít còn đẹp. Đấy. Bác chủ thì cũng đã trang bị vè che mưa, dán phim cách nhiệt rồi. Bản đủ thì anh chị có thể thấy đó là có cảm biến mở cửa ở ngoài, tay nắm cửa ngoài. Đấy. Gương chiếu hậu ngoài gập điện chỉnh điện và tích hợp xi nhan rồi. Đấy. Vành chưa một lần sơn lại anh chị nhé. Đương nhiên là phanh sau thì phanh tang trống thôi. Đấy, cua lốp đây ạ. Không vết han nha anh chị nhé. Cua lốp em quay ở đây thì nó hơi mờ một chút. Đấy, nhưng mà cua lốp còn rất là đẹp, chưa có vết han gì luôn ạ. Đấy. Đây phía sau xe này. Phía sau xe thì có trang bị cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ rồi. Đấy, biển 99 một chủ từ đầu anh chị nhé. Chiếc xe này là một chủ từ đầu. Dán phim Numa từ mới này. Đấy. Đây là phía sau xe. Đầu tiên thì anh chị cứ quan sát cái phần máng nước và đinh tán này. Nó là còn zin anh chị nhé. Và cái sơn đặc biệt là sơn màu trắng. Tuy nhiên là những cái chỗ lòng hay là những cái phần bên trong máng nước là cái sơn nó không bị ố màu nha anh chị nhé, không bị xuống màu. Đấy. Tức là màu trắng của nó còn khá là tươi. Đương nhiên thì trong những cái phần này nó sẽ hơi tối màu hơn so với lại ở phía bên ngoài, vì nó là cái phần kín, nó rất dễ bị ố lâu ngày mà. Đấy. Phía sau xe đây anh chị nhé. Bao zin cho anh chị, xe một chủ từ đầu, biển Bắc Ninh. Bên em thì có bao rút hồ sơ. Đấy. Ổ khóa zin nha anh chị nhé. Khá là ít để đồ, thế nên là cái phần nhựa này nó chỉ có hơi xước xước thôi, chứ nó không bị xước nhiều anh chị nhé. Đấy, cũng có hơi xước một chút đây này. Đấy, anh chị có thể thấy là cái nhựa mà nó bị xước là nhìn nó rất là khó chịu. Đấy. Cốp sau thì bác chủ dán chống ồn rồi, nốt dự phòng thì đương nhiên là hạ rồi. Đấy. Tuy nhiên là không đâm đụng va chạm nha, anh chị có thể quan check rất thoải mái. Đây là gầm xe. Đấy. Gầm xe còn tươi nha anh chị nhá. Còn tươi và đẹp luôn đấy ạ. Anh chị qua bên em xem xe thì bên em sẽ cởi gầm để anh chị quan sát được dễ dàng hơn. Đấy. Mua một chiếc xe thì đương nhiên là phải xem cả gầm riếc rồi. Cụm đèn sau zin. Cái đèn cụm đèn sau thì nó không được trong cho lắm đâu. Đấy. Cuốn lốp này. Cuốn lốp đây anh chị nhé. Không có vết han gì đâu anh chị ạ. Đây là nội thất của xe. Bác chủ thì trang bị bộ ghế da hai màu và còn căng này anh chị này. Đấy. Ghế da bác chủ nắp từ mới nhé, còn tương đối là đẹp luôn anh chị ạ. Ghế da hai màu, mặt ghế và lưng ghế này. Nhìn cái bộ ghế da hai màu ấy, nhìn nó rất là có điểm nhấn nha anh chị nhé. Kể cả ghế phụ còn đẹp. Đây là hàng ghế thứ hai.
Đấy, hàng ghế thứ hai cũng còn rất là đẹp nha anh chị nhá. Đấy, trang bị bệ tí tay rồi. Và đặc biệt cái trần nỉ nguyên bản của xe, bác chủ cũng chưa bọc ni lông hay là 3D gì anh chị nhá. Em rất thích những cái chiếc xe trần nỉ nguyên zin thế này. Còn sạch đẹp luôn anh chị ạ. Đấy. Nếu mà xe chạy dịch vụ không thể nào giữ được cái trần nỉ nguyên zin mà không bọc riết gì anh chị nhá. Đấy, ốp bậc lên xuống thì bác chủ cũng trang bị đầy đủ rồi. Ốp thì cũng loại ốp xịn sò luôn anh chị ạ. Đây. Máng nước nhá. Nói xung về xe thì bên em bao zin cho anh chị. Đây là cái tay nắm cửa trong của i10. Thì như em quay về cái dòng i10 em nói rất nhiều rồi. Đấy. Cái tay nắm cửa trong mạ bạc này nó rất dễ mòn nếu mà mở ra nhiều. Chiếc xe này mở rất ít luôn, nó chưa bị mòn cái mạ bạc đấy. Còn anh chị cứ để ý. Chiếc nào mở nhiều nó mòn bóng, nó mòn bóng đen cái vật, đặc biệt cái lòng bên trong anh chị nhé. Đấy. Táp ni này. Tươi nhá anh chị nhá. Xe thì không mất phân keo chỉ nào đâu, ổ khóa zin. Đây là táp ni cửa trước này. Gương chiếu hậu ngoài gập điện chỉnh điện, chốt cửa trung tâm rồi. Kính người lái chế độ auto. Đấy, có mỗi cái cửa lái này, cái tay nắm cửa trong này. Đấy, tức là cái xe này là gần như là cái cửa lái là mở nhiều thôi, bởi vì chỉ người lái sử dụng này. Đấy anh chị thấy không ạ? Cái lòng bên trong nó bắt đầu bợt mất cái mạ bạc này. Đấy, cái tầm 10 vạn, 15 vạn là bắt đầu bợt hết những cái mạ bạc này. Chiếc xe này chạy hơn 10 vạn một chút. Còn nếu mà anh chị mua taxi dịch vụ nhé, thì cái nòng đấy nó đen hẳn luôn, cái tay nắm cửa trong ấy. Đó. Nó bợt hết cái mạ bạc luôn, kể cả phần mép bên ngoài này này. Đó. Ốp chống xước bật lên xuống đầy đủ rồi. Đó. Đây là chân côn và chân phanh. Nó cũng hơi mòn một chút cái mặt chân phanh ở bên phải anh chị nhé. Đấy. Nếu mà xe dịch vụ nó sẽ mòn vẹt luôn. Mòn vẹt đi luôn rồi. Ốc màn này hai bên zin hết nhé. Chưa dấu hiệu cạy mở gì. Đấy, một chiếc xe tầm tiền hơn 200 triệu số sàn. Anh chị mua chiếc xe này về chạy dịch vụ hợp lý mà đi gia đình hợp lý này. Đặc biệt là anh chị nào mới lấy bằng, củ số còn đẹp này. Đấy, hệ thống điều hòa cơ thôi. Tuy nhiên anh chị quan sát kỹ cái phần nội thất bên trong, là đặc biệt những cái phần nhựa của chiếc xe này. Đấy. Thứ nhất là nó không bị xước nha anh chị nhá. Đấy, nó không bị cậy. Cái viền thì nó cũng bị hơi bật cái mạ bạc của quanh viền này rồi. Đấy. Còn nếu mà sử dụng nhiều thì cái chỗ chữ này nó còn bật hết cơ. Đấy. Nhựa chiếc xe này em đánh giá là tươi so với những chiếc xe cùng đời. Nhựa táp ni táp lô đều còn rất là tươi nhá. Và đặc biệt vô lăng của nó này, những cái nút bấm này nó còn sắc nét như này. Khóe vô lăng nó không bị bóng nhá. Đây, phần bấm còi này. Nguyên sản. Xe đi được 10 vạn 2 rồi anh chị nhá. Đây này. Đây những cái nút bấm mà xe là mà taxi dịch vụ chạy nhiều nó nói chung là nó mất hết những cái vết dấu này rồi. Anh chị ạ. Đấy, vô năng của chiếc xe mà 2016 số sàn như này thì em đánh giá là còn đẹp luôn. Đấy. Hệ thống điều hòa cơ thôi. Tuy nhiên thì xe được trang bị màn Android rồi, rất là tuyệt vời. Có cam lùi nha anh chị nhé. Cam lùi. Đây em vào số lùi, nhưng hình như cái cam lùi nó đang bị trục trặc một chút, chắc là do rắc cắm thôi. Bên em sẽ chỉnh lại. Không vấn đề gì, cái đấy là vấn đề nhỏ thôi. Màn Android rất là tuyệt vời rồi, có hệ thống dẫn đường, có SIM đầy đủ cho anh chị nhé. Đấy. Tuy nhiên thì hơi đáng tiếc là bác chủ đã lấy SIM ra rồi. Bác chủ đã tháo để lấy SIM rồi. Anh chị mua chiếc xe này về anh chị cần mua thêm cái SIM cho mình thôi, khoảng mấy trăm nghìn một năm nhé anh chị nhé. Em thích nhất cái trần nỉ của chiếc xe này. Trần nỉ không hề bọc tí nào luôn. Không bọc ni lông, không bọc 3D. Nhưng mà trần nỉ của nó giữ còn rất là sạch đẹp luôn anh chị ạ. Nguyên nhung này. Đấy, rất tuyệt vời.
đấy là vô lăng, đấy là củ số. Xe chạy hơn 10 vạn, đã trang bị màn Android cam lùi. Cam lùi thì nó hơi đang có trục trặc một chút, thì bên em sẽ điều chỉnh lại cho anh chị, không vấn đề gì, vấn đề nhỏ thôi ạ. Bên này bên phụ anh chị nhá. Đấy, đây là tamni này. Đấy nhá, em như em nói rồi, đấy mỗi cửa lái nhá là nó bị mòn nhá. Đấy, còn những cái cửa phụ này nó không bị mở. Điều này cũng nói lên một điều là xe không hề chạy dịch vụ nhá anh chị nhá. Còn nếu mà dịch vụ thì khách hành khách người ta ra vào rất nhiều cái cửa này thì cái mạ bạc nó không còn giữ được như này đâu anh chị ạ. Người ta có thể sơn lại nhưng không thể nào mạ nó giống được cái mạ bạc nguyên zin của nhà máy anh chị nhá. Đấy, rất khó để làm zin được như nhà máy. Đấy, anh chị quan sát kỹ là anh chị cũng có thể thấy được và anh chị cũng có thể nhận biết được, không nhất thiết là phải có nghe. Ốc bàn này hai bên zin ạ, rất là tuyệt vời rồi, cả hai bên đều zin ốc bàn đây, ốc bậc lên xuống đầy đủ. Đấy, đây nhá, bên phụ anh chị nhá, và đặc biệt cái tay nắm cửa trong đấy, nó bị mỗi cửa lái, nó bị mỗi cửa lái thôi, tức là cửa lái sử dụng nhiều nhất. Đấy, điều đó cũng chứng tỏ là xe không hề taxi dịch vụ anh chị nhá, sử dụng gia đình. Mép cửa còn tươi và đẹp luôn ạ, không một vết gì đâu anh chị ạ. Nguyên đường dập nguyên bản của nhà máy, ốp bậc lên xuống trang bị đầy đủ rồi. Đấy, máng nước này. Bên em đang có khách xem Mazda. Mazda 29 em vừa lên sóng ngày hôm qua hôm kia đấy ạ. Đấy. Nội thất nói chung em đánh giá nội thất chiếc xe này tươi, rất là giữ xe luôn. Nếu mà so với những chiếc xe số sàn i10 cùng đợt anh chị ạ, cũng không có nhiều xe mà giữ được tươi và đẹp như này đâu. Đấy. Đây là về khoang động cơ. Thì đối với bản đủ nhập khẩu 2016 thì nó có hai bản, bản 1.0 và 1.2. Thì chiếc 1.2 em vừa nhận cọc rồi. Biển 12 đấy ạ, xe đẹp xuất sắc đấy ạ. Vừa nhận cọc rồi. Còn đối với chiếc xe này nó là bản 1.0. i10 1.0 thì trang bị 3 máy anh chị nhé. K1.0 này. Đấy, máy số zin. Cò thì làm rồi anh chị nhá. Máy số zin. Cò răng dàn cò thì hơi thấm dầu, bác chủ đã thay rồi, không ảnh hưởng gì đâu ạ. Vách cam zin này, đây cái keo vách cam zin anh chị nhá. Rất là an tâm rồi. i10 máy số zin. Zin từ vách cam. Đấy. Đây là lắp cabo. Còn nguyên đinh tán các thứ nha anh chị nhá, chỉ không mất phần nào. Đấy. Ốc cabo này. Đấy. Ốc tai này. Ốc tai zin luôn này anh chị nhá, zin từ tay ngoài. Đấy. Ụ. Nguyên keo chét nhà máy nha anh chị nhá. Không vết han gì luôn. Đấy. Cụm đèn zin. Da máy chiếc xe này tương đối thôi, không được xuất sắc. Cái da máy ấy. Da máy là có thể là bác chủ đã rửa một lần ở chỗ rửa xe rồi, có thể rửa da máy, nhưng mà da máy thì thường là có thể người ta sẽ dùng một chút hóa chất. Một chút hóa chất thì nó cũng sẽ làm hơi thâm cái da máy một chút anh chị nhé. Không ảnh hưởng gì đâu ạ, nhìn nó không được đẹp mắt thôi. Đấy, ốc tai hai bên zin nhé. Ụ thì nguyên zin cả hai bên rồi. Đấy. Cụm đèn cả hai bên đều zin. Rất là tuyệt vời anh chị ạ. Một chiếc i10. Xe được sản xuất vào năm 2016, một chủ từ đầu. Biển Bắc Ninh. Bên em thì có bao rút hồ sơ cho anh chị. Bản đủ anh chị nhá. Và hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 230 triệu đồng. 230 triệu đồng anh chị ạ. Bao rút hồ sơ cho anh chị và giá cả vẫn có thể thương lượng được chút khi anh chị qua trực tiếp ở bên em để xem xe. Địa chỉ để xem xe trực tiếp ở bên em đây. Xe đẹp Hải Dương, khu đô thị Thiên Phú, thành phố Hải Dương. Số hotline là 0975 695 559 anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.